Xin chào các bạn đến với kênh của mình. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau công phá một câu bất đẳng thức đích phân nó ở mức độ 10 điểm luôn. Câu này siêu khó luôn nha các bạn. Để trước khi bắt đầu video bạn nhấn ngay nút đăng ký cho mình để có thể ủng hộ mình cũng như nhận thông báo về những video mới nhất nhé. Rồi ok, chúng ta sẽ cùng bắt đầu nào. sau khi đọc được một bài toán thì bài này trông thì nó cũng khá là khó thì ở đây thì mình sẽ giải theo một cách mà mình cho là nó rất là hay thì nếu như bạn nào có cách giải khác hoặc có thể casio câu này thì hãy comment ở dưới cho mình để mình có thể học hỏi họ thêm nhé thì trước hết thì để giải bài toán này thì mình sẽ biến đổi như sau khi chúng ta quan sát được là hai cái thích phân này cùng bằng nhau và bằng một thì nghĩ đến việc là mình sẽ nhân thêm các cái hệ số a b vào thì ta mới có thể cân bằng cũng như ta có thể làm việc được tiếp ở lưu cho mình mình sẽ ghi đây là thêm ta phải thêm các số A và B là các số thực sao cho là A bình cộng B bình phải lớn hơn không đây thì điều này cực kỳ là quan trọng luôn rồi thì một lát nữa thì các bạn sẽ hiểu cái này sẽ dùng để làm gì nhé rồi ok sau khi ta thêm các số thực AB vào bây giờ ta sẽ nhân A và B ta sẽ lần lượt nhân với từng tích phân 1 tức là sao ta sẽ suy ra được đó chính là gì A sẽ bằng và B sẽ bằng mình sẽ lấy A nhân 1 tức là A nhân với tích phân từ 0 cho đến pi của cos x. Fx. Rồi dx ở đây thì ta nhân thêm một vào thì nó cũng không có thay đổi gì hết. Rồi tương tự cái B thì mình nhân với lại tích phân từ 0 cho đến pi của fx dx. Rồi thì bây giờ nó đã không thay đổi gì hết. Bây giờ mình sẽ đưa cái số vào bên trong cái tích phân. Tích phân từ 0 đến pi của a cos x. fx dx ở đây và mình đưa cái số b vào bên trong tích phân tích phân từ 0 đến pi của bfx rồi dx lưu cho mình bây giờ mình sẽ xét cái tổng ta sẽ xét cái tổng đó chính là gì a cộng b tất cả bình phương thì bởi vì sao bởi vì mình thấy ở đây nó có fx là nhân từ chung thì mình nghĩ ngay đến việc khi ta xét đến tổng a cộng b bình phương thì ta sẽ có fx là nhân tử chung và ta có thể xử lý được tiếp Tức là sao ta sẽ xét tổng đó chính là gì a cộng b tất cả bình phương mà cái này chính là bằng cái gì? Tích phân từ 0 đến pi của hai cái bên trong cộng lại với nhau ta đặt fx nhân tử chung. Bên trong là a cos x cộng với lại b dx tất cả bình phương. Rồi. Thì sau khi ta đã đưa lại một cái tích phân mà nó bình phương thì mình nghĩ ngay đến việc ta sẽ biến nó bằng tích bình phương tích của hai cái tích phân. Thì cái này là công thức sử dụng bất đẳng thức tích phân như mình đã chứng minh ở video trước. Rồi, bây giờ ta sẽ bé nó bằng cái gì? Ta dùng bất đẳng thức tích phân ở đây rồi thì bây giờ nó sẽ bé hơn là bằng cái gì tích của bình phương tích phân nghĩa là sao đây là tích phân từ 0 đến pi của a cos x cộng với lại b dx đây là bình phương bên trong nhân với lại tích phân từ 0 đến pi của fx tất cả bình phương dx đây thì ta đã đưa về được tích phân từ 0 đến pi của fx tất cả bình phương đây là cái ta đang làm việc với nè mình để ý cho mình thì bây giờ mình sẽ xét cái tích phân còn lại đó chính là chúng ta sẽ xét phân từ 0 đến pi của a cos x a cos x cộng với lại b rồi sẽ xét cái tích phân này đến thì bây giờ mình sẽ khai triển cái bình phương này ra bởi vì để không thì ta cũng chả làm gì hết đã sẽ khai triển ra cái này chính là bằng tích phân từ 0 đến pi của a bình cos bình x cộng 2 ab cos x cộng với lại b bình dx thì như thế này ta sẽ tách thành các cái tổng của các cái phân Để ta rút gọn thì ở đây mình sẽ để các bạn cái việc rút gọn và mình đã rút gọn nó ra được là bằng a bình chia 2 nhân cho pi cộng với lại b bình nhân cho pi đây thì sau khi mình rút gọn nó ra được như thế này thì cái này chính là bằng cái gì a bình cộng với lại 2 b bình nhân cho pi chia cho 2 rồi thì sau khi ta rút gọn được cái tích đầu tiên rồi bây giờ ta sẽ áp vào đó chính là gì? Ở đây là ta có a cộng b tất cả bình phương tức là a bình cộng 2ab cộng với b bình. Nó Sẽ biến bằng cái gì? Tích phân đầu tiên ta ta rút gọn nó bằng cái này chính là a bình cộng 2b bình nhân cho pi chia cho 2 là cái đầu tiên thì nhân với lại biểu thức ta đang cần tìm giá trị nhỏ nhất. Đó chính là tích phân từ 0 cho đến pi của fx tất cả bình phương dx. Rồi, thì bây giờ rất là dễ. Bây giờ ta sẽ chuyển những cái biến thành một vế. Ở đây điều này suy ra được đó chính là gì? tích phân từ 0 đến pi của fx tất cả bình phương đế lớn hơn hoặc bằng bây giờ ta sẽ chuyển cái này qua một bên chính là cái gì 2 chia pi nhân với lại a bình cộng 2ab cộng b bình chia cho a bình cộng 2b bình như thế này các bạn lưu ý cho mình ta đang tìm giá trị nhỏ nhất của cái biểu thức là thích phân từ 0 đến pi của f tất cả bình phương ta cần tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức bên đây thì cực kỳ dễ luôn đây là một cái thương của hai cái đẳng cấp bằng hai chia cho nhau Đấy, cách dễ nhất là ta sẽ chia cho a bình hoặc là b bình cũng được đặt nó gì ta sẽ đặt t chính là bằng a chia cho b đây với dạng thương này thì ta sẽ đặt t bằng a chia cho b thì ta sẽ suy ra được nó chính là gì tích phân từ 0 đến pi của fx tất cả bình phương dx sẽ lớn hơn bằng 2 t bình cộng với lại 1 chia cho pi nhân cho t bình cộng 2 rồi thì vế bên trái nó là một hàm theo một anh T thôi thì ta có thể xử lý hàm này thông qua casio thì mình đã chứng minh được là cái này cái này luôn lớn hơn bằng 3 chi cho pi rồi thì cái việc xét cái hàm số này thì mình sẽ để các bạn tự chứng minh vậy thì ta sẽ kết luận được vậy min của tích phân từ 0 đến pi của fx cả bình phương dx chính là bằng 3 chia cho pi thì đây chính là kết luận cuối cùng của bài toán như các bạn thấy thì bài này khá là khó, ta phải xét được hai số thực A và B và từ đó ta có thể biến đổi tiếp được. Thì cảm ơn đã xem đã thấy video mình hay pháp dẫn thì đừng quên đăng ký, like và chia sẻ video này cho bạn bè của bạn cùng xem ngay nhé. Tạm biệt các bạn.